hai. Tên chị tên là Đào Thị Nguyễn Thanh. Bây giờ hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn hai bài này. Bài này có hai nội dung. Sau khi xong hai nội dung này, chúng ta sẽ sản phẩm, những công thức quy định mới hoặc những công thức mới
thì đó là những cái nhóm thuộc về khoa học thực phẩm. Thì trong dinh dưỡng nó với bốn cái group nhóm như vậy thì các bạn sẽ được trang bị phần nào? Ở trong dinh dưỡng y khoa tới 2 tháng tiết không phải là nhiều, nhưng các bạn sẽ được trang bị được 3 phần ngoại trừ một phần là khoa học thực phẩm của các phòng khác nhau. Bởi vì khoa học thực phẩm nó dành cho các lĩnh vực khác ngoài ngành y học nhiều hơn, các công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm họ sẽ sử dụng nhiều hơn nhá. Hoặc là những chuyên gia về chế biến thực phẩm họ sẽ sử dụng nhiều hơn. Trong khi trong y khoa chúng ta sẽ phải là một là dinh dưỡng cơ bản là cái nền chung của tất cả các phần dinh dưỡng. Cái thứ hai là các bạn sẽ học về dinh dưỡng cơ bản, và cái thứ ba nữa là các bạn sẽ học về cái tập dinh dưỡng trong cộng đồng. Các bạn sẽ được biết những cái dinh dưỡng trong cộng đồng mà về dinh dưỡng của chúng ta chỉ biết là cái nào thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi quá sâu về những phần của các bạn đó, học biết thôi mà đi quá sâu. Dinh dưỡng được coi là một phần của ngành. Các bạn phải học sau đại học, phải học sau đại học có cái học cái dinh dưỡng thì phải sau đại học.